Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục quay lại với một cái video review. Và như anh em đang thấy, mình đang mua con hàng Âu Parmesan nha. Con hàng vừa xuất hiện trong sáng ngày hôm nay trong cái thẻ Team of the Week nha. Một tiền đạo quốc dân đã quay lại với anh em cày chay trong cái phiên bản FIFA Mobile 22 nha. Cái quả thẻ lần này của Âu Parmesan là cái over 87 anh em ạ. Một over cũng khá là được trong cái giai đoạn đầu mùa cũng như là cái giai đoạn quay lại của anh em FIFA Mobile Việt Nam của chúng ta. Và tiếp theo đó sẽ là có con hàng Sancho cũng như là Marco Roy nữa nè. Marco Roy lần này xuất hiện với cái phiên bản cao nhất nha. Cái over cao nhất trong cái team of the week tuần này với vị trí là CF. Vừa rồi thì mình có làm bài review về Marco Roy trong vị trí CAM. Nếu anh em quan tâm về cầu thủ điển trai này có thể tìm xem lại cái video đó nha. Và bây giờ mình sẽ nhận cầu thủ Aubameyang về và sẽ cùng mọi người review cũng như là trải nghiệm Aubameyang trong cái phiên bản ST này với hai trận đá head to head. Kèm theo đó sẽ là một trận vé tắc để xem thử cái khả năng thi đấu của Aubameyang trong cái hai chế độ đó sẽ như thế nào nha. Đến ngày hôm nay khi Aubameyang tỏa sáng trong màu áo của Barcelona thì cá nhân mình vẫn không thể nào tin được là Aubameyang có thể rời Arsenal và chuyển tới Barcelona nè. Đây kiểu như đúng kiểu là một giấc mơ đối với mình luôn. Nếu anh em theo dõi mình lâu chắc chắn sẽ biết mình cũng dành một ít cái kiểu như là tình yêu cho câu lạc bộ Arsenal luôn. Và Aubameyang là người như thế nào ở Arsenal thì anh em chắc chắn cũng biết rồi. Anh em nào có những cái thông tin hay hơn về cái cuộc đào tẩu này cũng như là những cái chia sẻ gì đó thì có thể bình luận vào phần bên dưới giúp mình và mọi người nha. Ok, và bây giờ mình sẽ chuyển Kran của cái con hàng Boré vào vị trí của Aubameyang luôn, vì mình sẽ chọn Aubameyang chơi trong cái đội hình của mình trong cái thời gian sắp tới nha. Aubameyang là cái mẫu tiền đạo như thế nào thì chắc chắn anh em chơi cái mùa FIFA Mobile mà hình như là Season 3 thì phải, thì anh em sẽ biết được Aubameyang phiên bản cỏ cái mùa đó thật sự là một con hàng gánh team rất là mạnh luôn. Với cái thể hình cũng như là cái cách tấn công, cái cách sút của con hàng này rất là ấn tượng. Mình cũng không biết là trong cái phiên bản này Aubameyang có tái hiện được cái hình ảnh đó hay không. Ok, bây giờ anh em mình sẽ xem nhanh qua cái bộ chỉ số của con hàng này nha. Aubameyang phiên bản này có cái skill boost rất là xịn sò cho một ST này mà. Second Striker này có cái bộ chân khá là đẹp là 4 và 5 vạch nha. Chân thuận là chân phải 5 vạch. Cái stamina thì không thật sự đẹp cho lắm anh em ạ. Stamina của con hàng chỉ có 8 cục thôi, không phải là một cái điểm mạnh của con hàng này rồi. Cái skill move thì được 4 sao nè. Và cái tốc độ của Aubameyang thì luôn là như vậy nè. Tốc độ rất là tốt cho cái vị trí ST luôn. Cái khả năng dứt điểm cũng như cái lực sút cũng khá là cao nè. Chọn vị trí cũng rất là tuyệt vời. Tầm nhìn thì khá là kém anh em ạ, chỉ là 80+1 thôi. Tạc cũng không thật sự hay và cái cửa lòng cũng cái chỉ số cũng rất là thấp. Balance thì chỉ 69 thôi nè, khá là thấp cho cái vị trí ST. Có cái thể hình là 1m87 nè, nặng 80 cân và cái quật rệt là medium và low anh em ạ. Con hàng có 4 skill ẩn nha. Cái điểm mạnh của Aubameyang thì chắc chắn là cái khả năng tốc độ cũng như là khả năng dứt điểm thôi. Còn việc kiểu như là tranh chấp tay đôi hoặc là có những cái pha đối đầu thì chắc chắn Aubameyang sẽ không được đánh giá cao nha, kể cả cái khả năng thăng bằng nữa. Con hàng này có cái thể hình 1m87 thì có cái khả năng đánh đầu cũng khá là tốt anh em ạ. Mình đã sử dụng khá là nhiều phiên bản Aubameyang trong cái game FIFA Mobile những cái mùa trước đây rồi. Và mình cũng cực kỳ yêu thích Aubameyang trong cái tựa game FIFA Mobile này luôn. Ok, và bây giờ trước khi vào trận đấu thì mình sẽ thay đổi câu lạc bộ logo cũng như là cái áo đấu của Barcelona nha, để cho phù hợp nhất có thể trong cái thời gian này khi Aubameyang đang thi đấu cho Barcelona. Và mình cũng sẽ chỉnh cái chế độ là thay đổi sân sau mỗi hiệp đấu luôn. Và trước khi vào trận đấu cùng mình thì anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share cái video này ủng hộ giúp mình nha. Tỷ lệ người xem mà quên đăng ký kênh cũng còn khá là nhiều, anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách đó để mình có thêm nhiều cái động lực làm những cái video hay hơn mỗi ngày để phục vụ tất cả mọi người nha. Bây giờ anh em mình sẽ vào cái trận đấu đầu tiên nha, gặp đối thủ là fan của câu lạc bộ Chelsea đây rồi. Một cái cặp đấu cũng rất là hay, Chelsea và Barcelona này mà. Đây rồi, đã ra sân rồi, anh bạn thi đấu trong màu áo là Chelsea sân khách nha, mình cũng Barcelona và sân khách luôn. Anh bạn có Raheem Sterling và con hàng Jonathan David. Bên cánh phải sẽ là con hàng Federico Chiesa nha, là bộ ba tấn công phía bên trên, còn bên dưới thì mình vẫn chưa kịp nhìn thấy. Vừa xuất hiện trên màn hình của chúng ta là Emmanuel Petit, một con hàng khá là yêu thích của mình và mình cũng đã làm bài review ngày hôm qua. Nếu anh em quan tâm thì cũng có thể tìm xem lại cái video đó nha. Anh bạn đang có cái pha kiểm soát bóng đầu tiên. Mình cái hướng tấn công cái hiệp đấu đầu tiên này sẽ là hướng bên tay trái, màn ảnh nhỏ của quý vị khán giả nha. Để mình cố gắng nhập vai bình luận viên chuyên nghiệp một chút anh em ạ. Florian Wirtz, đây là Caleb Bujo. Anh bạn đang cố gắng kiểm soát bóng thật tốt anh em ạ. Đang có những pha truyền về và kéo giãn cái đội hình của mình ra. Tiếp tục là Federico Chiesa. Đây là Jonathan David. Betis không vượt qua được Betis rồi. Betis khá là khỏe trong cái thể hình cũng như cái khả năng phán đoán tình huống và có thể cắt bóng rất là hay anh em ạ. Đã có một pha phạm lỗi rồi, người đá phạt là Aubameyang.
Đây rồi, Di Maria. Một pha phối hợp. Xem nào, Betis đã dâng lên khá là cao. Đây rồi, Emmanuel Betis. Bóng lại đưa về cho Florian Wirtz. Đang có bóng là Aubameyang với một pha kiểm soát bóng đầu tiên. Sút xem nào. Ui, không vượt qua được con hàng CB. Ui, con hàng CB gì đó có cái tên khá là lạ anh em ạ. Không biết là con CB ở cái event nào nữa. Anh em biết thì có thể chia sẻ cùng mình vào phần bình luận bên dưới nha. Một con hàng CB có cái tên khá là lạ đối với mình. Dani Olmo với một cú sút khá là mạnh. Với cơ hội như thế này thì khá là khó để có thể tạo cơ hội cho đồng đội phía bên trên rồi. Aubameyang rất là hay với một pha qua người. Ui, phải xử lý sau đó của Immobile cũng khá là khó vì đội bạn đang áp sát rất rất là nhanh. Quả săn như thế này thì khá là đẹp anh em. Với cái góc camera số 4 này thì mình rất rất là quen mắt và rất là yêu thích luôn. Không biết anh em thấy như thế nào và đang sử dụng góc camera nào, anh em có thể chia sẻ vào phần bình luận nha. Tiếp tục là pha tấn công bên cánh trái, Raheem Sterling. Raheem Sterling phiên bản này là một cái phiên bản Team of the Week khác anh em ạ. Cũng có cái over góc khá là cao, hình như mình nhớ không lầm là 91 thì phải. Trong sáng ngày hôm nay thì có cả thêm con hàng Jadon Sancho phiên bản LM nữa nè. Một cái phiên bản rất là đẹp và cái over là 89 và cái skill boost cũng rất là xịn sò. Và chắc chắn là mình cũng sẽ dành thời gian sắp xếp để có thể làm review con hàng Jadon Sancho đó trong thời gian sắp tới nhanh nhất có thể nha. Và kiểm soát bóng của Aubameyang. Không được rồi. Caleb Bouillon vẫn là người chiến thắng trong những cái pha chèn bóng đó nè. Caleb Bouillon thật sự rất là khó chịu trong những cái pha phòng ngự luôn. Có những quả thì hơi ngáo một chút nhưng mà cái khả năng đè bóng rất là hay của Caleb Bouillon. Tiếp tục là con hàng Jonathan David. Caleb Bouillon vẫn là người chiến thắng anh em ạ. Vẫn có hai Caleb Bouillon ở hai đầu chiến tuyến nha. Mình vẫn sử dụng Caleb Bouillon và bên đối thủ vẫn là Caleb Bouillon. Quay góc máy quay thật sự rất là đẹp luôn. Mùa này thật sự FIFA Mobile đã đầu tư rất rất là nhiều camera trong những cái trận đấu như thế này anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái hiệp đấu thứ hai nha. Hiệp đấu đầu tiên thì vẫn chưa có để lại bàn thắng nào cả. Và Aubameyang vẫn khá mờ nhạt trong cái trận đấu đầu tiên. Để xem cái hiệp đấu thứ hai này sẽ diễn biến như thế nào đây. Dani Olmo, anh bạn đối thủ của mình trong trận đấu này thì đang cố gắng kiểm soát bóng rất là nhiều anh em ạ. Anh bạn kiểm soát bóng nhiều nhất có thể nha. Chơi bóng nhiều nhất có thể để mình không có cơ hội tấn công anh em ạ. Đó cũng là một lý do vì sao cái hiệp đấu đầu tiên thì Aubameyang khá là mờ nhạt. Florian Wirtz tiếp tục lại Immobile, đây rồi Aubameyang. Cái skill move của Aubameyang là Rolex khá là dễ dùng anh em ạ. Kiểu xoay người là một con hàng chắc chắn sẽ rất là tốt trong cái chế độ vé tắc nha. Cái Rolex trong vé tắc thì xoay người để dứt điểm khá là hay. Hay hơn cái skill move heo to heo khá là nhiều. Tiếp tục Jonathan David, anh bạn đang có một cái cách tấn công rất là hay đây rồi. Không vượt qua được Hakimi. Hakimi đã bó vào trong rất là sâu trong cái tình huống bóng đó nè. Rất là hay luôn. Aubameyang một pha mở bóng cho Immobile. Cơ hội đây rồi. Không được rồi. Hình như đã phạm lỗi rồi thì phải. Uầy, khoảng cách này khá là tuyệt vời. Mình vẫn chưa xét lại cái nhiệm vụ đá phạt của Betis. Vẫn là Betis thực hiện những quả đá phạt anh ạ. Vẫn là Betis trong cái bài review ngày hôm qua mình vẫn chưa kịp set up lại nè. Vẫn là đội trưởng, vẫn là đảm nhiệm những cái tình huống đá phạt. Và tình huống trong cái cơ hội này thì Betis đã hoàn thành rất là tốt rồi. Kiểu mình cảm giác Betis trong những quả đá phạt cũng không thật sự chính xác 100% đâu nha nè. Kiểu cũng 50-50 thôi, quả được quả mất thôi. Trong những cái quả đá phạt trước đó thì Betis làm không thật sự hay cho lắm. Nhưng mà quả lần này thì Betis đã làm thật sự rất là xuất sắc trong cái khả năng sút của mình rồi. Lực sút của Betis thì anh em có thể biết rồi. Tổng cái shot tin của con hàng chỉ là 80 thôi. Rất rất là thấp luôn. Anh bạn đang bị dẫn trước 1-0 ở phút thứ 75 rồi. Xem anh bạn sẽ phản ứng như thế nào đây. Jesus Navas, Federico Kisa. Đây là Jonathan David. Aubameyang thật sự không lùi xuống phần sân nhà luôn anh em. Là một cầu thủ chắc chắn là mắc võng trong vòng cấm rồi. Đấy rồi Aubameyang. Cơ hội đây rồi. Ui, pha kéo bóng qua người lại không thành công. Tiếp tục anh bạn có một cơ hội phản công đây rồi. Bên cánh trái là Raheem Sterling. Một pha mở bóng cho Florian Wirtz. Không thành công rồi. Caleb Bouillon vẫn là người chiến thắng trong những cái pha phán đoán tình huống. Di Maria, Florian Wirtz. Ui, thể lực của Aubameyang lẫn Immobile đã xuống rất là sâu rồi. Một pha chạy chỗ của Aubameyang. Xem nào, cơ hội đây rồi. Vẫn còn... không vượt qua được rồi. Vẫn còn cơ hội. Ui, té nữa rồi nè. Đây rồi, cuối cùng cũng đã có bàn thắng của Aubameyang anh em. Một cơ hội rất là cố gắng với cái sức rướng của con hàng Aubameyang này. Trước đó mình đã thấy con hàng đó. Đây, một pha té ngã của Aubameyang nhưng mà sau đó vẫn kịp đứng lên để có thể tung một cú sút khá là nhẹ nhưng mà khá là hiểm hóc anh em. Để nâng tỷ số lên 2-0 trong cái trận đấu lần này nha. Cả trận thì không để lại nhiều ấn tượng cho lắm với những pha kiểm soát bóng cũng không thật sự hay. Nhưng mà cuối trận thì con hàng vẫn kịp để lại ấn tượng với một bàn thắng cách dứt điểm nha. Và Aubameyang vừa xuất hiện trên video của chúng ta với cái vẻ rất là quen thuộc anh em ạ. Một cái hình ảnh rất rất là quen thuộc của Aubameyang với cái thể hình cao to và cái đầu tóc rất là cao và gọn gàng của con hàng này khá là ấn tượng.
Và trận đấu đầu tiên cũng đã kết thúc với cái chiến thắng 2-0 nha. Có bàn thắng của Aubameyang ở phút thứ 92. Con hàng mình cảm nhận được trong cái trận đấu đầu tiên là chỉ là một con hàng thuần về kiểu như là một ST trung phong cắm này, mà không phải là di chuyển rộng đâu. Con hàng không có cái cách di chuyển rộng nha. Nhưng khi có cơ hội phản công cũng như là những cái đường tấn công lên đó thì con hàng di chuyển rất là nhanh với cái chỉ số tốc độ của mình rất là tốt nè. Và cách dứt điểm của con hàng thì anh em có thể thấy rồi. Bóng đi không thật sự lực đâu, nhưng mà cái khả năng dứt điểm của con hàng rất là cao luôn. Tỷ lệ thành công sẽ rất là cao với cái khả năng sút của Aubameyang nha. Ok, và bây giờ mình sẽ trở lại luôn với cái trận đấu thứ hai để cảm nhận thêm một lần nữa trong cái chế độ head to head nha. Ui, đối thủ lần này của mình khá là mạnh đây nè. Mình thấy khá là nhiều những cầu thủ starter của Totti, đâu đó có cả con hàng Mason Mount lẫn Jorginho nữa. Bên trên hàng tiền đạo là bộ đôi tấn công của Manchester City là Jack Grealish và con hàng Gabriel Jesus nha. Mình vẫn thi đấu trong màu áo sân khách của Barcelona nè, vẫn không có được cái bộ sân đấu sân nhà của Barcelona mùa này. Đây là Betis. Hiệp đấu đầu tiên mình sẽ tấn công về phía bên tay phải, cái cách xem của anh em nha. Kostic đang là người có bóng, bên trong là Aubameyang, tạt vào xem nào. Đây rồi, cơ hội cho Aubameyang và chắc chắn con hàng có cái khả năng đánh đầu thật sự rất là ấn tượng anh em ạ. Trong pha bóng này anh em có thể thấy khả năng chọn vị trí cũng như là bật nhảy của Aubameyang nha. Rất là tuyệt vời cho cái vị trí ST của Aubameyang lần này. Đây đúng là một cái phiên bản Aubameyang mà mình từng biết trước đó nè, mà một phiên bản có cái khả năng sút và kiểu như không chiến rất là dẻo của mình. Khả năng sút thì rất là chính xác. Cái thể hình rất là đẹp, 1m87 cho một con hàng ST. Và chắc chắn luôn mình khẳng định đây là một con hàng ST quốc dân cho anh em cày chay có thể trải nghiệm trong cái giai đoạn này nha. Một cái skill boost xịn sò nè, một cái thể hình rất là tuyệt vời, cái khả năng dứt điểm, tất cả mọi thứ đang rất là ủng hộ anh em có thể mua con hàng này về để chơi nha. Tất cả mọi thứ con hàng trình diễn đang để lại một cái ấn tượng khá là đẹp anh em. Tiếp tục là Aubameyang. Xem nào, cơ hội đây rồi, fake shot. Cửa lòng xem nào. Ui, và bóng này thì lại đưa bóng đi ra ngoài, khá là đáng tiếc. Trong cái pha bóng này thì thật sự rất là khó cho Aubameyang. Mình cũng không thể nào đòi hỏi cái cách sút tốt hơn của Aubameyang trong cái tình huống bóng đó nè. Khá là xa và trước mặt khá là nhiều những con hàng hậu vệ của đối thủ. Uầy, anh bạn đang kiểu như buông xuôi trận đấu luôn hay sao mà lại để auto trong cái pha bóng đó rồi. Alphonso David, team anh bạn rất là mạnh em ạ. Với những con hàng rất là mạnh, nhiều con hàng Totti trong đội hình. Có cả Alphonso David nè, ở vị trí LB. Tiếp tục là Di Maria. Và anh em nên nhớ là Aubameyang cái phiên bản này của mình đang chỉ là over 88 nha. Và cái skill boost nó cũng mới chỉ là cộng 6 thôi. Cho nên con hàng này nếu mà được up lên over cao hơn nữa thì chắc chắn cái khả năng sút cũng như là cái khả năng tấn công sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Mình khẳng định đây là một con hàng ST quốc dân cho tất cả anh em cày chay có thể sở hữu nha. Đạt tất cả những tiêu chí mà cần có cho một cầu thủ quốc dân luôn. Cao to này, sút khỏe này, tấn công hay này. Và đặc biệt nhất là cái giá trị nó rẻ nha. Chưa tới 1 triệu coin cho con hàng này. Thì thật sự đây là một cái trải nghiệm rất là đáng để anh em có thể đầu tư vào cái thương vụ Aubameyang nha. Và anh em cũng không cần phải mua cái phiên bản premium là cái phiên bản lấp lánh đâu. Anh em chỉ cần mua cái phiên bản bình thường như mình đang sử dụng là đã rất tuyệt vời rồi. Là một con hàng ST quốc dân cho mọi người có thể trải nghiệm rồi. Marquinhos, anh bạn với cái đội hình rất là mạnh, có cả Luka Modric nữa, không khá là bế tắc trong cái những cú dứt điểm. Ui, cái trong pha bóng này thì Betis anh em thấy rõ cái khả năng hỗ trợ phòng ngự của con hàng là tốt như thế nào nha. Một con hàng CDM thật sự rất là toàn diện luôn đó. Tiếp tục lại là Betis. Những cái pha đứng rất là đúng vị trí này, cũng như là những pha chắn bóng, tắt bóng, cắt bóng, tất cả mọi thứ Betis làm rất là tuyệt vời. Và đúng lúc này thì hiệp 1 đã kết thúc rồi. Với cái bàn thắng duy nhất của Aubameyang với một quả đánh đầu rất là chính xác, mang đậm cái phong cách của Aubameyang luôn anh em ạ. Ở ngoài đời thì Aubameyang vẫn như vậy thôi, vẫn có những tình huống tấn công rất là hay, những cú sút rất là chính xác và kèm theo đó là những cái pha đánh đầu rất là đặc biệt anh em ạ. Aubameyang thi đấu trong màu áo của Arsenal thì rất là lâu rồi và mình cũng không nhớ là có bao nhiêu bàn thắng đến từ vị trí của Aubameyang nữa. Và là người đội trưởng cũng có một thời gian rất là ấn tượng, đã kiểu như gánh Arsenal rất là nhiều. Nhưng sau tất cả, sau cái scandal kiểu như là không tuân thủ quy định gì đó thì Aubameyang đã phải trôi dạt qua Barcelona nè. Và mình cũng không tìm hiểu rõ nguyên nhân là sâu xa như thế nào nữa. Anh em biết thì cũng có thể chia sẻ cùng mình vào phần bình luận nha. Tiếp tục là pha tấn công của anh bạn. Đây là Mason Mount. Tấn công về phía bên tay phải. Và cái hiệp đấu thứ hai mình sẽ có cái nhiệm vụ tấn công về hướng bên tay trái. Cái cách theo dõi của anh em nha. Ui, rất là nhiều pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của mình. Khá là nguy hiểm và trong những cái tình huống bóng đó mình cũng khá là bối rối để có thể phòng ngự nè. Kiểu cũng chưa thật sự quen tay cho lắm trong cái hướng tấn công như thế này và cũng trong cái hướng phòng ngự như vậy. Và đây tiếp tục là Aubameyang. Rất là hay với một pha rất là cố gắng để có thể chuyền bóng cho Di Maria. Thể lực của những con hàng đã đi xuống rất là nhiều rồi nè. Và thể lực của Aubameyang cũng không phải là điểm mạnh của con hàng này nha.
Con hàng chỉ có cái stamina 8 cục thôi. Những con hàng này chỉ là phù hợp đá khoảng chừng 70 phút của trận đấu là tuyệt vời lắm rồi nè. Và trong thời gian 70 phút đó thì anh em cố gắng tận dụng tốt nhất cái khả năng tấn công cũng như là dứt điểm của Aubameyang nha. Tận dụng được cái khoảng thời gian đó để có thể tạo lợi thế trong trận đấu là đã thành công rồi nè mà. Vẫn là Betis, những con hàng của mình đã cái thể lực đi xuống rất là nhiều rồi. Tiếp tục là Immobile, bỗng là chuyền đến vị trí của Aubameyang rồi. Anh em thấy cái thể hình của Aubameyang khá là đẹp anh em. Khả năng tranh chấp thì vẫn như vậy thôi, vẫn rất là bình thường, ở mức trung bình thôi, chưa được mức trung bình khá nữa. Và cái balance cũng khá là thấp, là cái độ thăng bằng của con hàng á. Nhưng mà bù lại được cái khả năng dẻo này cũng như là sút của con hàng rất là tốt anh em. Cầm bóng cũng rất là được, cái khả năng sút, tốc độ và cầm bóng dứt điểm thôi. Còn cái khả năng tranh chấp 1-1 này cũng như là cái khả năng thăng bằng thì rất là kém. Tiếp tục là đây là pha tấn công của anh bạn Luka Modric, bỗng lại đến chân của Gabriel Jesus. Ui không được. Hình như mình có một cái cảm giác một chút là anh bạn đang thả auto trong những cái phút này thì phải. Ui đúng lúc này thì trận đấu cũng đã kết thúc rồi, với một bàn thắng duy nhất của Aubameyang trong những cái phút đầu tiên của trận đấu này với một pha đánh đầu. Còn mình không hiểu là anh bạn có thả auto hay không nữa. Anh em xem hết cái trận đấu này thì đưa ra cái cảm nhận của mình xem là phải đối thủ thả auto hay là không nha. Tỷ lệ kiểm soát bóng của mình là 55% nè, với bàn thắng duy nhất của Aubameyang ở phút thứ 9 nha. Với cái quả đánh đầu rất là mang phong cách đậm chất của Aubameyang luôn. Với một pha chọn vị trí cũng như là bật nhảy rất là hay với cái thể hình 1m87 của mình. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại luôn với cái trận đấu vé tắc nha. Và mình tin chắc là trong cái chế độ vé tắc này, Aubameyang là một con hàng đặc biệt mạnh nè. Vì nó có cái skill move là roulette nè, cũng như là cái khả năng dứt điểm của con hàng rất là tốt, kèm theo đó là tốc độ và thể hình, thì chắc chắn không thể nào khác được cái khả năng chơi rất là hay trong cái chế độ vé tắc rồi. Và đối thủ lần này của mình có cái over là 98, kèm theo đó là cái chemistry cũng là 68 nha. Chemistry của mình hiện tại thì chỉ có là 60 thôi nè. Đó là một cái thua thiệt của những anh em Việt Nam của chúng ta khi bắt đầu quay trở lại game nha. Những chemistry của những cái đối thủ khác của mình thì hôm nay đã là 70 hoặc 72 rồi. Có rất là chemistry rất là cao luôn. Nhưng mà anh em của mình thì đâu đó khoảng chừng 60 hoặc 62 thôi. Đây là Kostic, bên trong là Immobile. Tỷ số đã là 3-2 rồi. Anh bạn là fan của Tottenham nè. Đây rồi, cơ hội cho Betis có thể thể hiện khả năng sút phạt. Vẫn là một cú sút thành công rồi nè. Với những cái cú sút của Betis như vậy thì mình cũng không chắc chắn 100% đâu nè. Vẫn là 50-50 thôi. Tiếp tục là tỷ số được nâng lên 5-4 rồi. Đây lại là Aubameyang. Một pha mở bóng cho Di Maria. Một cú vuốt bóng bằng chân phải của Di Maria. Anh em hay gọi Di Maria là cầu thủ một giò. Mình vẫn thấy ok mà. Mình cảm giác con hàng Di Maria chơi cũng khá là được. Trừ cái chân trái là hai vạch ra thôi. Còn tất cả mọi thứ của Di Maria khá là được nè. Đây là Aubameyang. Ui, thật sự không thể nào khác được nữa. Và cái điệu ăn mừng của Aubameyang cũng khá là đặc trưng nữa, với một cái điệu Santo một vòng rất là hay. Tiếp tục quả bóng là Immobile. Không thể nào khác được. Ui, tỷ số khá là sát nút rồi nè, 9-8 rồi. Đây là Aubameyang. Xoay người xem nào. Đấy, anh em thấy cái khả năng roulette của con hàng khá là được. Cái skill move roulette rất là hiệu quả trong cái chế độ vé tắc luôn. Còn cái skill move heel to heel thì có nhiều tình huống khá là ức chế này mà. Một quả heel có thể là mất cơ hội để có thể giành chiến thắng của trận đấu đó luôn nha. Ok, cuối cùng thì cái trận vé tắc cũng kết thúc rồi, với một cái chiến thắng rất là sát nút luôn, 11 và 10 nha. Dù mình có over thấp hơn và cái chemistry cũng thấp hơn, nhưng mà may mắn giành được một chiến thắng trong trận đấu này rồi. Và cái khả năng tấn công cũng như là sút cũng như là xoay người trong chế độ này của Aubameyang thì anh em cũng thấy rõ ràng rồi. Nó là một con hàng rất là tuyệt vời trong cái chế độ này. Nếu anh em có điều kiện cũng như là có cái số coin nhiều, anh em nâng Aubameyang lên 90 hoặc là đâu đó 94-95 thì mình nghĩ đây là một con hàng ST không thua kém bất cứ một con hàng nào cả anh em ạ. Từ cái skill nè, từ cái khả năng sút cũng như là tốc độ, tất cả mọi thứ đều rất là ấn tượng nha. Anh em có thể thấy cái defense của con hàng rất là thấp, là một con hàng không bao giờ lui về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự đâu. Kèm theo đó cái physical cũng không thật sự ấn tượng, nhưng bù lại con hàng có cái độ dẻo cũng như là tốc độ rất là tuyệt vời. Mình chấm điểm con hàng Aubameyang là cái số điểm 10/10, một con hàng ST mạnh tuyệt đối trong cái vai trò trung phong cắm của mình nha. Rất là phù hợp với tất cả những anh em cày chay hiện chơi luôn á. Anh em có thể sở hữu con hàng này với cái móc giá là dưới 1 triệu coin nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video đến đây. Anh em có những cái đóng góp ý kiến, có những câu hỏi hoặc là có những cái thắc mắc gì đó thì có thể bình luận vào phần bên dưới giúp mình nha. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video này ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.